Iniesta rõ ràng có thể đốt cháy nhiệt huyết lửa cuối sự nghiệp tại đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng lại muốn vượt đại dương giúp đỡ đội tuyển Nhật Bản đoạt mục tiêu lọt vào tứ kết World Cup. Iniesta thực sự đã thay đổi rồi sao? Khi các quốc gia khác còn đang nghiên cứu đội hình chiến thuật, đội tuyển Nhật Bản đã tiên phong công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup. Bạn phải biết rằng, đội tuyển Nhật Bản ở chung bảng đấu với Tây Ban Nha, Đức. Theo như kinh nghiệm từ những kỳ World Cup trước kia, Nhật Bản nhất định sẽ bị loại từ vòng bảng. Cho nên, bọn họ đáng nhẽ nên giữ nguyên tắc đợi đội tuyển Đức. Đội tuyển Tây Ban Nha công bố xong danh sách cầu thủ rồi hãy xác định đội hình thi đấu. Huấn luyện viên trưởng Hajime tự tin phát biểu, mục tiêu của Nhật Bản là vào về tứ kết. Iniesta đã chỉ cho chúng tôi phương pháp làm điều đó. Đây không phải là một câu nói đùa. Bởi lẽ Iniesta đã từng nói, mục tiêu lớn nhất còn lại của cuộc đời tôi chính là trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Vậy nên anh ấy nhất định sẽ mách bảo đội tuyển Nhật Bản phương pháp để chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng thực chất Iniesta làm như vậy là vì tình yêu với Tây Ban Nha. Nếu như tôi không thể đem những gì tốt đẹp nhất cho Barcelona, vậy thì tôi sẽ lựa chọn rời đi. Đây chính là lý do năm đó Iniesta từ chối bản hợp đồng trọn đời với Barcelona. Lý do rời bỏ đội tuyển quốc gia cũng như vậy. Nếu như Iniesta là người tham tiền, vậy thì anh ấy sớm đã tới Trung Quốc thi đấu rồi. Bạn nghĩ rằng đội tuyển Nhật Bản kế thừa những tinh hoa của Iniesta truyền lại, liệu rằng có thể tạo nên kỳ tích hay không? Tải ứng dụng bóng đá TM để cập nhật nhanh nhất thông tin bóng đá và giao lưu cùng các tín đồ đam mê bóng đá nhé.